hãy kiếm tiền chân chánh, sau đó trải nghiệm để giải gì hóa. Mà muốn kiếm tiền chân chánh thì phải học tập, phải lao động, phải nỗ lực, phải cật lực lên. Chứ không có ai mà có một cuộc đời mà trải nghiệm chân chánh mà lười làm hay ăn. Trải nghiệm cái khỉ gì? Muốn đi du lịch mà lại xin tiền vợ, xin tiền bố vợ, trải nghiệm cái mẹ gì?